Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống cho các bạn. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909 nhé. Số điện thoại em để phía bên trên góc bên trái màn hình ấy. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo đặt hàng nhé các bác nhé. Hôm nay em về được ít hải hương. Hải hương cây trung bình khá nha các bác nhé. Hình số 1 em để giá là 140.000. Mỗi hình thì em để giá là 140.000 đấy. Cây này về các bác thuần dễ rất đầy đủ nhé, 140.000 một hình đấy. Hai hương hình số 1 140.000 ba cây, hình số 2 cũng 140.000 ba cây này. Dạng to thì em vẫn có nhé, to các bác lấy thì 80.000 một cây. Đây là cái cây đợt này về thì cái cây nó bé, khá khá hơn chút nhưng chưa được to như thế kia. Đây là 140 ba cây này, hai này, cụm này hai cây này. Hình số 2 140, hình số 3. Hình số 3 cũng 140.000 đây. Đây cái này bé đây. Cái này thì hai cây đôi này, đây. 140.000 hình số 3. Hình số 4 140.000 đây. Một cây này, hai cây này, ba cây này, đây 140.000 hình số 4, hình số 5 cũng 140.000 đây. Một cây này, hai cây này, ba cây này này. Còn sang hình số 6 là lan hài vệ lữ nhá. Hài vệ lữ 1/50.000. Một trong những giống lan hài dễ trồng nhất, các bác nào mới tập chơi lan hài thì chơi cái dòng này các bác nhá. Đây, đây này cái cây nó có nụ hoa này này. Đây. Hình số 6 50.000 được một đống này. Hình số 7 50.000. Hài vệ lữ thì như thế nào nó cũng sống được, rất là khỏe này. Mùa này thì nó có nhiều cái nụ lắm mà. Đây. Hình số 7 50.000. Hình số 8, hình số 8 cũng 50.000 các bác nhá. Hải vệ lữ 50.000 đây. Đống này. Hình số 8 50.000. Hình số 9 là hải Henry. Hải Henry 50.000 này, một phần như này. Hải Henry 50.000 này. Đây. Hình số 9, hình số 10 hải Henry 50.000 đây. 50.000 hải Henry đây. Hình số 10. Hình 11 là hài gấm nhá, 50.000. Hài gấm 50.000. Đây cũng mèo nụ rồi. Hài gấm hình 11 50.000. Hình 12 cũng 50.000 hài gấm nhá. Đây. Cây sẽ đầy đủ các bác. Đây. Hình 13 50.000 hài gấm này. 50.000 đây. Cây nào cũng có, bắt đầu cũng có nụ hoa này, về sổ hoa biết đâu lại được cái bông không có đốm chấm. Hình 13 50.000 này, hình 14 này cũng 50.000 này. Đây. Đấy con bắt đầu có nụ hết rồi. Đây. 50.000 hình 14, hình 15 cũng 50.000 cụm hài cốc kỳ này. Hình 16 hài cốc kỳ đây. Cũng 50 đây. Các bác nào mua combo lan hài thì khoảng 4-500 là sẽ có một cái hơn 10 loại lan hài trên vườn của em. Đây. Hình số 17 50.000 hài cốc kỳ. Hình 18 hài mốc hồng nhé, một phần này giá 50.000 đây. Cây rất đẹp các bác nhá, hài mốc hồng 50.000 đây. Hình 19 hài mốc hồng cũng 50.000 các bác nhá. Đây. Tầm khoảng 15-20 cây thì đấy. Đây. Toàn những cây em chọn nó đẹp rồi cho các bác này. Hình 19 50.000. Hình sang hình 20 thì em có cái Vanda chanh. Vanda hương chanh và cây nó đang có nụ hoa nha các bác nhé. Đây. Để soi cái nụ hoa của các bác đây. Nụ hoa rất ở trong cái kẽ lá này, lách lá này. Cái nụ hoa giờ nó bé thôi thì vận chuyển thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Đây. Nụ hoa dài thì khó giữ lắm này. Về các bác chơi hoa luôn cái dòng này Vanda hương chanh. Hoa thì rất là thơm nhé. Cái này đây rất là siêng hoa, dễ trồng. Đây, dòng Vanda này. Đây. Đây, toàn những cây to đây. 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 Cây kia có hai lũ hoa đấy. Chỗ này em để giá là 70.000 nhé. Hình số 20, 70.000 Vanda hương chanh. Hình số 21 thì có cái lan hạc đỉnh vàng nhé. Mỗi phần em sẽ để có một vòng hoa cho các bác chơi. Hạc đỉnh vàng thì nó cũng rất là dễ trồng, cái giống địa lan các bác trồng đất cũng được, nhớ là để lơi thoáng mát cho em này, tránh ánh nắng trực tiếp là được. Một ngọng hoa này,
một cụm bà củ rất là đẹp, trồng được một chậu nhé. Cái dạ hành của cây này nó to như là đoạn củ như này, nó tích trữ rất nhiều dinh dưỡng, do vậy cái mầm hoa nó khỏe, nó có thể hơi đen một chút nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Rồi nó sẽ vươn lên thôi. Hình 21 này 180.000, hình 22 cũng 180.000. Đấy, một người vòng hoa như này đây, và các loại củ như này, hình 22 180.000, hình 23 đây, hình gồng hoa đây 180.000 các bác nhé. Đây, cái này hai gồng hoa, cái gồng này đen xì rồi nha, nhưng mà nó vẫn là tươi nhé, em cứ để thêm mà thôi. Đây, hình 23 180.000, hình 24 thì là một hai cái củ nó to như này và gồng hoa nó dài như này các bác nhé. Đây, hình 24 này 180.000 này. Em sang hình 25 này, em có cái lan long tu xuân nhé, hàng thuần nhé, 180.000 hình này. Cây đã có mầm lên rồi này, mầm lên và lá rụng lá chuẩn bị cho hoa các bác nhé. Đấy, lá bắt đầu vàng rụng lá cho hoa, hình 25 180.000. Hình 26 cũng 180.000, long tu xuân. Đấy, thời điểm này thì về thì việc treo lên đợi hoa đây các bác nhé. Long tu xuân 150.000 hình 26. Hình 27, hình 27 cũng long tu xuân 150.000 các bác nhé. Đây, long tu xuân thì rất là dễ trồng nha các bác nhé. Đây, hình 27 long tu xuân, hai gấm thuần chậu nhá, 50.000 một chậu, đóng cả chậu luôn các bác nhé. Đây, hai gấm thuần chậu này 50.000 một chậu. Hai hồng, hai hồng cây to 50.000, cây to như này 50.000, cây nhỏ thì 40.000. Đây, cây như này 40.000 này, đây, 40.000 này. Đây, hai hồng này, cây to 50.000 này. Hai giáp nhé, hai giáp thuần chậu 150.000 một chậu, đóng cả chậu luôn. Đây, về không phải trồng gì cả. Đây, hai giáp thuần chậu 150.000 một chậu. Hai trần liên nhé, hai trần liên thì 80.000 một phần, một phần nó được khoảng là một chậu như này. Đây, nó tầm khoảng 3 đến 5 thân, thân to như này các bác nhé. Đây, em sẽ chọn những cây nó như thế này từ các chậu khác để em nhúc cho các bác, tại vì lan em mới trồng thôi chứ chưa phải hàng thuần nha các bác nhé. Em sẽ nhổ chậu lên đây, và cây sẽ tương đương như thế này. Đây, một phần như này, một chậu này 80.000. hai trần liên thì nó giá nó khá cao. Hải kim nhé, hải kim em ship đơn từ 50.000. thực ra 50.000 thì cũng trả được mấy đâu, nhưng các bác mua combo này, nhiều loại lan thì em vẫn đóng cho các bác thôi. Thực ra một hình thì em để với giá này 150.000 cơ, các bác lấy 50.000 thì được tầm khoảng như thế này các bác nhé, được tầm khoảng như thế này 50.000. em vẫn ship cho các bác chơi mỗi loại một ít về thử nghiệm xem thế nào. Đây, hải kim, hải kim này vùng Tây Nguyên các bác nhé. Đá thấm thủy trong lan hài, đá thấm thủy 200.000 10 cân bao ship, 100.000 5 cân cũng bao ship các bác nhé, và đá sẽ gửi riêng, chuyển phát chậm, không gửi chung cùng lan các bác nhé. Ship từ 5 cân trở lên. Đấy, đá trồng lan hải về các bác lấy cái tảng to thì cứ bảo em gửi cái tảng to các bác, hoặc là mua vụn về đập ra trồng thì em sẽ gửi cái đá nó nhỏ hơn. Đấy, về các bác tự đập này. Em sẽ gửi cái dạng đá này nhé, dạng đá cục này, còn dạng bột như này em không gửi đâu, bột này chỉ có vứt đi thôi, nhưng mà trong quá trình vận chuyển đấy nó sẽ bị vỡ ra thì tạo các bột vụn, là rất là mong các bác thông cảm. Thì em cân thì em cũng cân chênh lên được một chút nữa đấy, để hạn chế cái lượng bột đấy đi, tại vì quá trình vận chuyển người ta quăng quật mà. Đá thấm thủy đấy, hôm nay em có từng đấy phần lan, các bác có gì mua ủng hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.